Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nextport News ngày 13 tháng 9 được phát sóng trên kênh YouTube và fanpage của Nextport. Trong bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi bắt đầu với tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Liverpool và Leeds United đã cùng tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính ngay trong ngày khai mạc Premier League. The Kop chỉ có thể giành 3 điểm nhờ màn trình diễn siêu đẳng của Mohamed Salah. Sau khi kết thúc show diễn riêng của mình, tiền đạo người Ai Cập đã tạo nên kỷ lục và vượt mặt một huyền thoại của giải đấu. Người hâm mộ câu lạc bộ Liverpool sẽ không thể hài lòng với màn trình diễn trong ngày ra quân của đội bóng. The Kop đã bị đội tân binh là Leeds United làm khó đến những phút cuối cùng. Tuy nhiên, lữ đoàn đỏ vẫn có thể vượt qua cửa ải khó nhằn ngay vòng đầu tiên nhờ đẳng cấp vượt trội. Nhưng với những ai theo dõi trận đấu này, người hâm mộ sẽ nhận ra yếu tố thay đổi thế cục trận đấu không phải từ tập thể Liverpool mà đến từ ngôi sao Mohamed Salah. Cú hat-trick của Salah bao gồm hai bàn thắng từ hai quả penalty thành công và một cú vuốt mu thẳng góc chữ A mang về chiến thắng kịch tính 4-3 cho Liverpool. Cần biết thêm là ở trong 4 mùa giải gần nhất, Salah đều ghi bàn ở trận mở màn. Lịch sử Premier League chỉ có một cầu thủ làm được điều tương tự như Salah là cựu tiền đạo của MU, Teddy Sheringham. Với phong độ thăng hoa thì sau trận đấu đêm qua, tiền đạo người Ai Cập đã vượt qua một huyền thoại khác của giải đấu là Wayne Rooney để lập nên kỷ lục mới. Liverpool toàn thắng 3 trận gần nhất mỗi khi Salah ghi bàn. Với Rooney, anh từng thắng 34 trận liên tiếp khi tiền đạo lẫy lừng ghi bàn tính từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 2 năm 2011. Thưa quý vị, có một chi tiết đáng chú ý trong màn trình diễn của Mohamed Salah đêm qua. Đó là ở bàn thắng thứ 3, sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Liverpool, Salah đã có pha ăn mừng lạ mắt. Để biết lý do vì sao tiền đạo người Ai Cập có hành động ăn mừng như vậy, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong clip sau đây nhé. Sau bàn thắng thứ 3 vào lưới Leeds United, Salah đã gây thích thú với người hâm mộ bằng màn ăn mừng bịt tai và lè lưỡi như một chú hề. Salah có chủ đích làm như vậy là để bắt chước màn ăn mừng của người đồng đội trong màu áo đội tuyển Ai Cập, Mohamed Zakaria, như một cách để động viên anh. Zakaria bị chuẩn đoán mắc hội chứng ALS vào tháng trước, một căn bệnh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống khiến anh không thể đá bóng được nữa. Tottenham và Everton, hai trong số những đội bóng đang gây chú ý tại ngoại hạng Anh khi được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên lão làng như Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti. Họ sẽ có cuộc đối đầu ngay vòng mở màn của Premier League. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi đến với sự chuẩn bị trước trận của cả hai câu lạc bộ nhé. Đã có 4 tân binh gia nhập sân Goodison Park gồm Alan, Aboleye Doucouré, Nkunku và James Rodriguez. Họ tiêu tốn của Everton 47,37 triệu euro. Đó là những khoản tiền lớn kèm mức lương thưởng cao ngất ngưỡng. Tất nhiên, điều đó khiến cho Everton nhận được rất nhiều kỳ vọng ở mùa giải 2020-2021. Chuyến làm khách đến sân của Tottenham ở vòng 1 được coi là phép thử đầu tiên cho tham vọng của họ. Thế nhưng, có vẻ như phép thử này lại quá khó với đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti. Đã 15 trận đối đầu liên tiếp trong khuôn khổ ngoại hạng Anh, Tottenham bất bại trước Everton với 8 thắng và 7 hòa. Thêm nữa là 7 lần tiếp đón nửa xanh thành Merseyside gần đây trên sân nhà, Tottenham đã bất bại với 5 chiến thắng và 2 trận hòa. 7 trận sân nhà gần nhất tính trên mọi đấu trường, Spurs đã toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới. Trên thị trường chuyển nhượng, 65,4 triệu euro là số tiền mà Tottenham đã bỏ ra để chiêu mộ Matt Doherty, Pierre-Emile Højbjerg và việc mua đứt Giovanni Lo Celso sau 1 năm cho mượn từ Real Betis. Cả hai trận đối đầu giữa Tottenham và Everton tại Hoàng Anh mùa trước đều khép lại với chỉ tối đa 2 pha lập công. Kịch bản khô khan bàn thắng nhiều khả năng sẽ tái hiện trong trận đấu sắp tới, bởi lẽ đây là trận đấu mở màn mùa giải mới và cả hai vị huấn luyện viên gạo cội đều đề cao sự an toàn và cẩn trọng nhiều hơn. Các bạn nghĩ tỷ số cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần comment cho Nextport biết nhé! Sở hữu được Lionel Messi trong đội hình là điều bất cứ câu lạc bộ nào đều khao khát. Tuy nhiên, đối với một số câu lạc bộ hay một số cầu thủ thì việc có hay không có Messi chưa chắc quan trọng. Bằng chứng mới nhất là những phát biểu của ngôi sao Manchester City về việc chiêu mộ thủ quân của Barcelona. Manchester City là đội bóng quyết tâm nhất trong việc chiêu mộ Lionel Messi. Tuy nhiên, nỗ lực đó bất thành do khoản phí ràng buộc lên đến 700 triệu euro. Liên quan đến sự việc này, ngôi sao sáng nhất ở Etihad De Bruyne chia sẻ với tờ báo Daily Mail: "Tôi không bận tâm đến việc chiêu mộ Messi. Điều tôi quan tâm là những cầu thủ Manchester City đang có trong đội hình. Dù biết Messi sẽ giúp ích rất nhiều cho Man City nếu gia nhập đội bóng." Tiền vệ đội tuyển Bỉ cho biết thêm: "Nếu có thể mua Messi, bất cứ đội bóng nào cũng mong muốn.
việc sở hữu Messi sẽ là một thương vụ làm ăn khôn ngoan vì nó sẽ thu hút rất nhiều tiền và nhà tài trợ. Dù mất nhiều tiền để chiêu mộ Messi, nhưng bằng một cách nào đó bạn có thể lấy lại tất cả. Dù thực sự không bận tâm, nhưng De Bruyne vẫn dành những lời có cánh cho Messi khi anh thừa nhận ngôi sao người Argentina là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. La Liga đã chính thức khởi tranh vào ngày hôm qua ngày 12 tháng 9. Tuy nhiên, các đội bóng tham dự Cúp châu Âu sẽ chưa thi đấu ở vòng đầu tiên. Có lẽ đây là điều may mắn đối với Atletico Madrid khi mới đây, thuyền trưởng của họ xác nhận dương tính với COVID-19. Trở về từ kỳ nghỉ hè, thật không may cho huấn luyện viên Diego Simeone khi ông dương tính với COVID-19. Thông tin này được câu lạc bộ xác nhận vào sáng nay ngày 13 tháng 9 sau khi kiểm tra sức khỏe của toàn đội. Chiến lược gia người Argentina đang thực hiện cách ly tại nhà. Huấn luyện viên Simeone chỉ mới hội quân cùng câu lạc bộ nên ông sẽ phải giao việc lại cho các trợ lý của mình. Sau Diego Costa và Arias, ông là người thứ ba của đội chủ sân Wanda Metropolitano dương tính với virus Corona. May mắn cho Atletico Madrid khi họ chỉ có một trận giao hữu duy nhất với Cadiz vào ngày 16 tháng 9, trước khi bước vào trận đấu đầu tiên ở La Liga vào ngày 27 tháng 9. Loạt trận cúp quốc gia diễn ra trong hai ngày 11 và ngày 12 tháng 9 đã mang đến đúng sự kỳ vọng cho người hâm mộ. Câu lạc bộ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh và Viettel là 4 đội ghi tên vào vòng bán kết. Ngoại trừ Sài Gòn bị loại sớm, với việc cả 4 đội bóng này đều đang nằm trong top 5 V-League, điều ấy sẽ khiến các cặp đấu bán kết sắp tới hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Do ảnh hưởng của Covid-19 nên cúp quốc gia 2020 sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9, thời điểm trước khi V-League trở lại. Vì vậy cả 4 đội còn lại tại vòng bán kết là câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel và Than Quảng Ninh đều rất quyết tâm lên ngôi giải đấu này để tạo bước đệm cho cuộc đua ở V-League. Sau chiến thắng đầy vất vả trước Bà Rịa Vũng Tàu, thầy trò huấn luyện viên Chung Hae-sung sẽ tập luyện ở Vũng Tàu trước khi bay ra thủ đô để gặp đối thủ đầy duyên nợ là câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng đã dễ dàng vượt qua xổ số Kiến Thiết Cần Thơ với tỷ số 7-0. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang rất quyết tâm để trả món nợ trận thua 0-3 trên sân Thống Nhất, nhằm tiếp thêm tinh thần cho cuộc đua giai đoạn cuối của V-League. Ở cặp đầu bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Viettel và Than Quảng Ninh. Chiến thắng ấn tượng 4-1 của Viettel trước BKMX Bình Dương khiến các đội bóng còn lại sẽ phải dè chừng. Với đội hình tập hợp nhiều hào thủ của đội tuyển quốc gia, cộng với sự ổn định của các ngoại binh là Kai Quê và Bruno, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang rất khát khao tìm kiếm danh hiệu đầu tiên ở cúp quốc gia. Với 22 bàn thắng được ghi sau 4 trận tứ kết, người hâm mộ đã cảm nhận được sự sôi động của bóng đá Việt Nam sau thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh. Và với hai cặp đầu bán kết của cúp bóng đá quốc gia, hứa hẹn sẽ cân bằng và hấp dẫn hơn. Nối tiếp các hoạt động. Cao nhất cho bộ vật phẩm là 100 triệu đồng, đến về một đại diện của công ty Asanzo Việt Nam. Sau sự ra đi của huấn luyện viên Alfred Riddle, mới đây gia đình có huấn luyện viên này đã gửi thư cảm ơn đến Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Alfred Riddle đã qua đời tại Áo sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh. Ngay khi nhận được tin, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã gửi thư chia buồn tới gia đình huấn luyện viên Alfred Riddle.
Mới đây, vợ của ông Anfer Riddle đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong bức thư gửi VFF, bà chia sẻ: "Thưa ngài chủ tịch, tôi cảm ơn những lời chia buồn của ngài dành cho tôi và gia đình. Đối với Anfer và cá nhân tôi, Việt Nam luôn là ngôi nhà thứ hai và tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian đẹp đẽ chúng tôi bên nhau ở đất nước xinh đẹp của các bạn." Huấn luyện viên Anfer Riddle được đánh giá là một phần lịch sử của bóng đá Việt Nam. Tuy không thể đưa đội tuyển quốc gia lên đỉnh cao nhất ở các giải đấu quan trọng, nhưng những đóng góp của huấn luyện viên người Áo đối với bóng đá Việt Nam sẽ luôn được người hâm mộ nhớ mãi. Thông tin vừa rồi cũng là tin tức cuối cùng trong bản tin Next Sport News ngày 13 tháng 9 của chúng tôi. Đừng quên theo dõi bản tin vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube và fanpage của Next Sport nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.